Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại trên đường đi làm các bạn ạ. Và mình có thấy một cái cây có rất là nhiều quả dưới này. Đó, mình có nghe thoáng qua mọi người bảo cây này có thể ăn được. Có cái quả nó cũng khá là ngon nhưng mà mình chưa thử bao giờ. Nay mình sẽ liều thử xem nhé. Đó, nhìn cái quả của nó có vẻ cũng khá là thích mắt các bạn ạ, nhưng mà không biết cái mùi vị của nó trông như nào. Đây này, đó mình chưa ăn bao giờ, cũng không biết là những loại những quả như thế nào thì có thể ăn được, mùi của nó kiểu gì các bạn ạ. Mình nhớ là bên trong cái ruột của nó có cái gì nữa, có hột bên trong không, mà sao mấy quả này nó khô khan thế nhỉ. Nhưng mà không phải quả này. Quả nào lành lành thì thử xem nào. Đây này, này vẫn vàng rất là tươi nhưng mà xẹp hết rồi các bạn. Mùi của nó ngửi có vẻ hơi khó ngửi các bạn. Cố liều ăn thử xem nhé. Chua cực kỳ các bạn ạ, không ăn được. Ăn thì ăn được nhưng mà không hợp với lại khẩu vị của mình. À này, thế này là cái nguồn nước của bác mình các bạn, trước giờ mình không để ý. Đây cái nguồn nước này. Còn yêu có thấy bên trong này không? Đó, đây là một cái nguồn nước cũng đủ để cho mấy nhà dùng các bạn ạ. Có vẻ rất là bé nhưng mà dẫn về dưới làng kia là người ta dùng cái bể chứa lại. Đó, nếu mà hứng một đêm ấy là cũng đủ để nhà mình góc sau dùng một ngày rồi. Còn cái của nhà mình trên này, mình sẽ dẫn các bạn đi xem. Đấy, bây giờ rậm hết rồi các bạn. Đây, con suối này. Lâu quá mình không xem, không nhớ là nó ở đoạn nào rồi cơ. Đây, cái của mình là đoạn trên này đi. Đó, cùng một con suối nhưng mà nó sẽ làm chặn cả hai cái nguồn ở đây. Wow, con ếch trong này các bạn ạ, vừa đến là biết nó chạy phát đâu. Đây làm đục hết cả cái nguồn nước nhà mình này. Đó, bên trong này là cái ống dẫn của nó ở trong này này. Không biết bây giờ mình còn không nhìn thấy cái ống nó chôn ở đằng nào. Đây, trong này có rất nhiều ếch này. Mấy con ếch ở đây là nó góp phần là nó giữ cho cái nước nó trong các bạn. Còn này, một cái điều nữa là nó rất hay phá, nó rất hay đào lỗ ở dưới này để thoát nước. Nước rất hay bị thoát xuống bên dưới. Cho nên là
phải liên tục đi sửa nước. Dưới đây này, trước đây là mình hướng ở trên này, nhưng do trên này nó bị dò xuống bên dưới này, thế là phải ngăn một lớp ở dưới này các bạn ạ. Bây giờ lại tiếp tục lên đường, đi lên trên cái rừng ở Vầu này, đi bẫy gà rừng các bạn ạ. Dạo này trên này gà rừng hôm nào cũng gáy trên này đó, mình đi bẫy thử một hôm xem là những cái bí quyết mà mình học được đó, học cái cách bẫy gà rừng như thế nào. Đây, mang theo cả cái dây này đi bẫy thử cho các bạn xem nhé. Những cây quế này cũng phải 5-6 năm rồi các bạn, không to được từng này. Không biết bao giờ mới bán được đấy. Có tiền tiêu đây. Mệt thế nhỉ. Chỗ này là rất nhiều măng bị chặt đi rồi. Đây, chỗ này là nó bị măng nó mọc lấn hết xuống rồi. Vườn quế đây là phải chặt đi các bạn. Nó lúc mà nhỏ là ăn không hết đấy, thế bây giờ nó lớn lên thành tre hết, bắt buộc phải chặt đi, không là nó xuống cái này nó lấn vào cây quế rồi nó lại quế lại không phát triển được. Đây, trên rừng Vầu rất là nhiều gà rừng các bạn. Hôm nào mình nghe thấy mấy con trống nó đang gáy trên này cơ. Dạo này xung quanh là người ta phát hết rồi. Tôi còn có mỗi khu này là rừng, nên là mấy con gà xung quanh đây nó tập trung hết về chỗ này. Trên đỉnh này là nó bới tung tóe hết lên các bạn. Bây giờ là cần mổ bộ từ chỗ này lên tận trên kia. Nhiều muỗi các bạn ạ, đi liên tục chứ còn đứng phát là muỗi bầu khắp người. Vậy thì mình đã thấy một chút dấu hiệu đào bới ở chỗ này rồi.
chỗ này đã gần tới đỉnh rồi, nên các bạn có thể thấy những chỗ này nó bắt đầu bới tứ tung hết lên. Mình nghĩ là khả năng cao là nó tập trung ở phía trên này. Wow, muỗi các bạn ạ, xong một hồi loay hoay dụ được một đám muỗi đằng sau, chưa phải chạy nhanh một đoạn để cắt đuôi một đống muỗi kia. Wow, đây có cái á, cái nấm gì to này các bạn. Wow, nó như kiểu cái nấm linh chi các bạn. Đây các bạn thấy không, không biết nên bị ai hái vứt chỗ này. Quả này mà nấm linh chi là khối tiền đấy các bạn. Nấm linh chi này rất có giá trị. Cái quả này giống giống rồi chứ không phải, không phải người ta đã không vứt đây rồi. Đây, các bạn nhớ theo dõi tập tiếp theo để xem bẫy gà rừng như thế nào nhé.